Cái nhà ta đang xây, sao đi just build. We have 6 lot in that area available to build. 6 lot, anh chị mua rồi anh chị mướn ai mua xây cũng được hết. Khu bên này thuế nó rẻ, nhà này ở ngoài thuế khoảng chừng mười mấy ngàn năm mà thuế trong này mấy ngàn rồi. À, bên này là nhà ta đang xây này, đây là mấy cái lot. Khu này cách nhà mình khoảng bao xa rồi? 3 phút hả? 2-3 phút lên xe. Có cái hồ phía dưới này đẹp lắm. Ta định mua máy lót để xây bán cho bà con. Bà con có thể đặt xây được. Máy lót xong rồi. Bỏ khoảng chừng 70-80 ngàn, 100 mấy ngàn mua. Mua xong bắt đầu làm cái hồ này. Có video ở đây luôn. Ta có bản vẽ sẵn nha anh chị. Xây rồi nè, cái bây giờ đang xây đó, chưa có tiền xây thì có mua lót để đó, đây cũng là cái lót nè, phá đường nè, không, này ở sau có cái hồ, tôi phá rồi đâu, tôi xây, nó xô rồi nó phá rồi, đây một cái nữa nè. Đây cũng đang đắp lên xây rồi không ạ? Bây giờ đắp lên xây. Đây đang xây xong rồi đẹp. Có hồ, có đường đi bộ nữa không ạ? A park where? Public là park where? Có hồ riêng bên này. Lát quá chậm. Lát chậm này. Số mấy nhà cũng mới xây trong vòng mười mấy năm trở lại. Khu này là septic tank. Khu này là thuế rẻ. Vì hương cái tiền muốn xây nhà đẹp nên đi xây. Thế rẻ đất rộng. Đã thoải mái. View này, view vào phòng này, phòng kia. Chế thì custom thì view luôn. Đó. 6 tháng 5 là xong. Nhà thơ ý nữa. Chưa qua bên này nè, qua bên kia chưa qua bên này.